Câu chuyện xót xa về một chú chó bị bỏ rơi đã nhanh chóng lan truyền trên khắp cộng đồng mạng Hàn Quốc sau khi đoạn video quay tại đảo Jeju được đăng tải trên Instagram vào ngày 29 tháng 10. Đoạn video này chứng kiến cảnh tượng chú chó bị chủ nhân phụ bạc chạy theo chiếc xe một cách tuyệt vọng đã khiến không ít người không kìm được nước mắt. Trong video, chú chó với bốn chân nhanh nhẹn dường như đang cố sức để níu giữ mọi ký ức và tình cảm với chủ nhân của mình. Nỗ lực không mệt mỏi của con vật để theo kịp chiếc xe đang dần khuất xa đã ghi lại hình ảnh đầy ám ảnh trong lòng người xem. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đoạn video. Người chứng kiến, người đã chia sẻ đoạn video, đã kể lại rằng sau khi anh ta và người khác đuổi theo chiếc xe và chú chó, người chủ cuối cùng đã dừng lại. Hành động tiếp theo của người chủ khiến nhiều người phải bàng hoàng, anh ta đã túm cổ chú chó, kéo nó lên xe và tiếp tục lái đi mà không hề quay đầu nhìn lại. Sự lạnh lùng và thờ ơ đó đã trở thành chủ đề bàn tán và chỉ trích không ngớt trên các diễn đàn mạng xã hội. Sự phẫn nộ đã lan tỏa nhanh chóng, khi mà hàng loạt người dùng mạng xã hội bày tỏ sự đồng cảm với chú chó và lên án hành động của người chủ. Đoạn video không chỉ là một hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm đối với sinh mạng yêu thương mà còn là lời kêu gọi một cách nhìn nhận mới mẻ và sâu sắc hơn về quyền của động vật. Nó nhấn mạnh một thông điệp mạnh mẽ về việc đối xử với vật nuôi không chỉ là một hành vi nhân đạo mà còn phản ánh đạo đức và nhân cách của mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại.